KTM 450 Factory được đánh giá là chiếc xe nhanh nhất trong những chiếc xe 450 phân khối trên thị trường. Chiếc xe sử dụng động cơ 4 thì xi lanh đơn, dung tích 449,9cc, làm mát bằng nước. Công suất động cơ được truyền tải đến bánh sau thông qua hộp số 5 cấp, khởi động điện, hộp số 6 cấp với bộ ly hợp ướt. Các trang bị tiêu chuẩn trên xe gồm hệ thống treo WP, bình xăng 7,2 lít, phanh đĩa 260mm ở trước và 220mm ở sau. Yên của KTM 450 Factory 2016 có độ cao 960mm, trong khi khoảng thoáng gầm xe là 370mm. KTM dùng hộp xe đúc khuôn và các chi tiết nhẹ giảm cân nặng cho xe đến 2kg. Piston cũng được thiết kế lại với tỷ lệ nén 12,6:1 cùng với trục máy mới toanh. Xe được trang bị côn dầu nhẹ nhàng, mượt mà, đề điện và phanh Brembo mạnh mẽ. Một trang bị mới trên chiếc 450 là hệ thống hỗ trợ đề pa, giúp giảm tốc độ động cơ khi đề pa, được điều khiển bằng một nút bấm trên ghi đông. Hệ thống này sẽ giúp chiếc xe đề pa ổn định hơn, trong khi vẫn truyền tải được công suất lớn tới bánh sau. Quý vị và các bạn thân mến, Quang đã vừa được trải nghiệm chiếc xe KTM của anh Linh. Cảm giác đầu tiên đó là sự khó khăn ban đầu với chiều cao của chiếc xe này. Như chúng tôi đã nói ở phần trước đó, chiều cao cơ thể của Quang Đạo và chiếc xe thì khá là chênh lệch, thế nên là gặp khó khăn rất nhiều trong việc là lên xe và xuống xe. Tuy nhiên thì khi mà ngồi trên chiếc xe này rồi thì tiếp theo đó là sự ấn tượng về sức mạnh của nó, đặc biệt là những pha bứt tốc rất nhẹ nhàng và mạnh mẽ. Đó tất cả những gì mà trong khoảng thời gian ngắn Quang Đạo có thể nói về chiếc xe KTM này.